Nguyên nhân của dịch bệnh. Bản kinh tên là Phật Thuyết Quán Đỉnh Triệu Ngũ Phương Long Vương Nhiếp Dịch Độc Thần Chú Thượng Phẩm Kinh. Thành Vương Xá, tại Tinh Xá Trúc Lâm, Tôn giả A Nan chắp tay bạch Phật rằng: Tại Tỳ Xá Ly, dịch bệnh đang lan tràn như ngọn lửa bùng cháy, người dân thì bị trúng độc, lại cũng bị nhức đầu, nóng lạnh, phát sốt. Rất ít người sống sót trong đợt dịch này, vì hầu hết mọi người bị nhiễm bệnh cho đến chết. Phật mới nói với Tôn giả A Nan rằng: Người dân của Tỳ Xá Ly vì sao lại bị như vậy? Bởi người dân trong nước đó đã sát hại rất nhiều chúng sanh. Họ sống bằng nghề săn bắn, không có lòng trắc ẩn. Trong đó các loài vật như hươu, nai, gấu là những loài vật khôn ngoan. Trước khi chết, chúng phát ra lời thề: Nguyện kiếp sau ta sẽ làm ma, thần, hại người. Kẻ nào từng ăn thịt ta, giết chết con ta và cướp đoạt mạng sống của ta, thì ta sẽ phóng hỏa nơi ở của hắn, làm cho hắn không có chỗ trú thân. Kẻ ăn thịt ta, giết ta, hại ta, thì ta sẽ cho hắn nếm mùi bị hại. Phật nói tiếp rằng: Những người sống ở Tỳ Xá Ly không chỉ săn bắn như là nghề nghiệp, mà còn cả thả lưới, đánh bắt cá để xin nhai. Những con vật có trí khôn trước khi chết với lòng oán hận cũng lập lời thề rằng: Cầu mong kiếp sau ta sẽ sinh vào loài rồng độc ác, hung dữ, để những kẻ ăn thịt ta, giết ta, lấy đi mạng sống của ta sẽ bị ta phun khí độc và bị lây nhiễm dịch bệnh và chết đi. Ở đây Phật nói về nguyên nhân của tai nạn bệnh dịch này chính là do chúng sanh giết hại sanh mạng các loài vật. Các loài vật đó bị giết nhiều, oán khí chất chồng, cộng thêm lời thề nên khi tái sanh đã mang theo hận thù mà trả đũa loài người. Phật nói, nếu muốn được bình an thì 1. Phát khởi tâm từ bi với chúng sanh. 2. Dứt trừ mọi sự sát hại chúng sanh. 3. Giữ gìn năm giới cấm của Phật tử. 4. Thực hành 10 điều lành, tức thập thiện nghiệp. Được như vậy thì sẽ bình an, hạnh phúc và đạt được đạo quả. Lam muốn nhấn mạnh lại thêm lần nữa về vấn đề ăn chay. Xin hãy ăn chay ngay lúc này, phát tâm sám hối những lỗi lầm mình đã gây ra trong quá khứ, nhất là việc mình sát sanh mạng các con vật. Vô lượng kiếp mình giết hại bao nhiêu sanh mạng, đến nay đầy đủ nhân duyên sẽ nhận quả. Lại hiện tại, không phải các pháp tẩy trừ chống dịch bệnh là có tác dụng, mà chính là phải rải tâm từ, đọc các kinh siêu độ để chuyển hóa các oán khí. Xin hãy ăn chay. Ăn chay hiện tại cũng là vì môi trường. Ăn chay là vì sức khỏe của bạn. Và trên hết là để đời này bạn chấm dứt oan nợ máu với chúng sanh. Một số bạn hỏi Lam, đọc chú Lăng Nghiêm mà không ăn chay được không? Hay niệm Phật mà không ăn chay được không? Lam nói là được. Đó là bước đầu học Phật. Nếu bạn thật sự tu tập, sau một thời gian tu thì có muốn ăn cũng không ăn thịt được, vì tâm bên trong chuyển sẽ biến đổi cả cơ thể bạn không thể thích nghi được. Một số người nói tôi tu tâm được rồi, không cần ăn chay. E rằng những người như vậy thật sự là đang vọng ngữ, chỉ là khẩu đầu thiền. Bởi nếu tâm bạn mà tu được thì tự nhiên thân của bạn cũng sẽ chuyển. Làm sao nói tu tâm mà miệng thì đưa thịt chúng sanh vào để ăn nuốt. Chúng ta cần yêu thương nhau, trước hết là yêu thương người trong gia đình mình.
rồi nhìn xung quanh. Những người là bạn bè, thầy cô, đồng nghiệp, thật ra kiếp nào đó cũng chính là cha mẹ, chồng vợ của ta. Đến cả những con vật mà chúng ta ăn cũng sẽ như vậy, kiếp nào đó cũng là bà con thân quyến của ta. Thấy được như vậy thì tự nhiên mình khởi lên tâm bi, mình thương mọi chúng sanh mà không nỡ đưa họ vào miệng mình như là thức ăn. Chỉ mong nếu bây giờ bạn chưa ăn chay được thì phải ráng tu gấp 2, gấp 3 lần so với hiện tại. Có như vậy mới mong được chuyển hóa. Lam Sơn Trang, ngày 4 tháng 5, 2021.